Đây là quá trình thay cụm khuôn thứ hai cho chai 1500ml. Máy này rất là lớn. Máy xe chai này có thể xe được tất cả các loại chai 350, 500, 1500ml để kết nối trực tiếp đưa vào hệ thống chiết rót. Vị trí này chai sẽ đóng lại, sau đó thì đến chỗ này được lâng lên, lâng xong thì sang phía này. Sang phía này có bộ phần rút, nó rút thì chai rơi xuống. Từ đấy thì chai sẽ đi đúng vị trí và đúng hướng. Đây này, vị trí này chai rơi xuống này. Đây được xong, chỗ này khóa lại. Đi về đây. Chai chuyển ở đây thì lại được lâng lên tiếp. Lưng lên xong thì lại gài vào lỗ trống, gài lỗ trống xong thì lại xoay sang vị trí này. Sau đó đến đây lại rút xuống. Thế thôi, máy thời trang chỉ hoạt động như vậy. Từ vị trí này nó sẽ được khớp nối ra chỗ này để cho bộ phận chiết rót. Đây là toàn bộ phần chiết rót của nó. Khách hàng có nhu cầu có thể truy cập vào website vaqgs.com hoặc liên hệ hotline các chi nhánh